Chúng anh em đây là em Triumph T120 phiên bản đặc biệt Bud Enkin. Đấy, xe này thì nó là phiên bản đặc biệt cho nên nó có sẵn trang bị đồ chơi theo xe luôn. Đấy, nó khác biệt hơn so với T120 phiên bản bình thường, phiên bản Z hay là Mad Black nha anh em. Đấy, xe thì nó có trang bị sẵn đèn xi nhan đồ chơi trước sau nè, trang bị kính gió nè, kính gù đồ chơi nè, bao tay đồ chơi nè. Đó, nó là zin theo xe nha anh em. Xe cũng trang bị phanh đĩa kép trước sau, ABS đầy đủ. Đó, có traction control kiểm soát lực kéo ha. Xe chỉ có trang bị thêm chống đổ thân xe cánh bướm thôi. Và hai cái lốp ốp nhựa màu đen ở đây. Cả hai bên cũng là theo xe nha anh em. Em này thì nó là trang bị máy màu bạc, bình xăng hai màu. Đó, bình xăng hai màu, đỏ trắng và có tem đặc biệt ở trên xe, đó là Bud Enkin. Đây là phiên bản kỷ niệm. Đó, và xe này thì rất là lướt nha anh em, mới đi có 994 cây thôi. Xe rất đẹp, xe biển số thành phố, đã vô thuế 5% rồi. Em xe này đi cặp bô zin và bô này nó cũng chưa móc luôn. Bô zin chưa móc mẫu. Thì anh em có thể nghe âm thanh ở trên clip rồi ha. Đấy, xe có trang bị tay giác ở phía sau nè, đèn hậu, đèn xi nhan đồ chơi nè. Đấy, mọi chi tiết ở trên xe đều rất là đẹp nha, rất là mới. Xe này chỉ mới đi có chưa đến 1.000 cây. Rồi anh em nào quan tâm tới chiếc T120 phiên bản đặc biệt thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha.